Cuộc giao tranh Nga-Ukraine ngày càng khốc liệt Nga liên tục đổi chiến thuật Làm tê liệt lữ đoàn mạnh nhất Ukraine Bằng việc giành quyền kiểm soát Makievka Moscow có thể kiểm soát hoàn toàn Lugansk Không còn xa nữa Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố Kiev không cần sự cho phép của Washington Để tiến hành đáp trả mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga Trong bối cảnh các hành động quân sự đang diễn ra Và sự thay đổi trong bối cảnh quốc tế ông Zelensky lên kế hoạch chiến thắng và con đường dẫn đến hòa bình ở Ukraine. Cập nhật diễn biến xung đột tại Trung Đông, quân đội Liban bất ngờ rút lui 5 km khỏi biên giới với Israel. Động thái của quân đội Liban liên quan đến các rủi ro từ việc Israel tấn công mục tiêu Hezbollah trong lãnh thổ nước này. Cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cho biết nước này đã lập một đơn vị để chống tình báo Israel nhưng lãnh đạo đơn vị đó hóa ra là một điểm viên mô sát Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, bây giờ là phần tin chi tiết. Theo báo The New York Times, các lực lượng Nga đã đạt được những bước tiến nhanh chóng ở khu vực Donetsk thuộc miền đông Ukraine nhờ thay đổi chiến thuật hợp lý. Sau khi kiểm soát thêm một số làng, các đơn vị Nga đã tiến rất gần Pokrovsk, một trong những trung tâm phòng thủ chính của ukraine đây được coi là bước tiến triển nhanh so với thời gian trước đó khi tốc độ tiến của nga đôi khi chỉ là vài trăm mét mỗi tuần The Times của anh đã đăng bài viết của phóng viên chiến trường của báo này tại ukraine trong các cuộc phỏng vấn các sĩ quan và binh sĩ ukraine thừa nhận sự tiến bộ của quân đội nga chính những tiến bộ này đã mang lại chiến thắng trước hết lực lượng vũ trang liên bang nga rfaf đã thay đổi chiến thuật cứng nhắc là sử dụng quân số và hỏa lực để tiến hành các cuộc tấn công trong trận adipka chiến thuật mới hiện được quân đội nga sử dụng là tổ chức đột phá dưới dạng trung đội nhưng được chia thành những nhóm tác chiến ba người nhằm tăng mật độ quân tấn công mặt trận các nhóm chiến đấu này phối hợp chặt chẽ với nhau đôi khi có sự hỗ trợ của pháo binh hoặc xe tăng phía sau sau đó lặng lẽ tiếp cận các vị trí của đối phương và tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ các đội chiến đấu này của nga đã được huấn luyện nhuần nhuyễn và vũ khí họ mang theo cũng được nhắm mục tiêu theo yêu cầu chiến thuật. Nếu trận đánh thất bại, quân đội Nga sẽ không hành động liều lĩnh mà thay vào đó sẽ để các nhóm yểm trợ cho nhau và rút lui về phía sau với sự hỗ trợ của pháo binh. Với chiến thuật đó, một trong những lữ đoàn mạnh nhất của Ukraine được NATO huấn luyện và cung cấp vũ khí trên thực tế đã không còn khả năng chiến đấu trước quân đội Nga. Trong các cuộc phỏng vấn, các sĩ quan và binh sĩ của lữ đoàn 47 cũng thừa nhận rằng họ đã chịu tổn thất nghiêm trọng. Cuộc giao tranh khốc liệt đã thiệt hại rất nhiều quân số và vũ khí trang bị. Nhiều binh sĩ đã kiệt sức nhưng tuyến phòng thủ lại liên tục bị vỡ. Hiệu quả chiến đấu của Lữ đoàn 47 đã bị suy yếu nghiêm trọng. Trước đó, Nga giành được làng Pokres ở miền Đông. Deep State, một nhóm phân tích có quan hệ chặt chẽ với quân đội Ukraine, cho biết đơn vị chấn thủ bị bao vây ở phía bắc làng và binh sĩ đã bất chấp mệnh lệnh cấp trên để rút chạy cuộc rút lui vội vã dường như đã cho phép lực lượng Nga nhanh chóng kiểm soát được nhiều lãnh thổ hơn. Mới đây, kênh Riba đưa tin trên mặt trận Kursk, các trận chiến ác liệt vẫn tiếp diễn. Tại quận Suza, một nhóm thiết giáp Nga đã tấn công các vị trí của AFU ở phía nam tuyến Pliokovo, Boky. một số vành đai rừng lớn và một phần biên giới từ Kucherovo đến Brodina Guli đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Moscow. Đồng thời, quy mô của cuộc tiến công vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng vì các cảnh quay về kiểm soát mục tiêu đã được Ukraine công bố. Đối với họ, việc làm nổi bật những thành công của Nga là không có lợi. Do đó, quy mô thực tế của các cuộc tiến công có thể lớn hơn nhiều. Hồi cuối tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cụm quân phía Tây Nga đã giành quyền kiểm soát khu định cư Makepka ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, ở Makhivka và những khu vực khác mà cụm quân phía Tây đang hoạt động, quân đội Ukraine đã mất tới hàng trăm binh sĩ chỉ trong vòng 24 giờ. Lực lượng Nga cũng đã phá hủy nhiều thiết bị quân sự trong chiến dịch này, bao gồm một khẩu pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, một khẩu lựu pháo M198 do Mỹ sản xuất và một khẩu lựu pháo FH-70 do Anh sản xuất. Chuyên gia quân sự Andrei Marocco nói với hãng thông tấn TASS rằng, trước hết tôi muốn chỉ ra rằng mà Kepka là khu định cư lớn cuối cùng ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk do Ukraine kiểm soát. Hiện tại, có thể khẳng định hầu như toàn bộ vùng Lugansk đã thuộc quyền kiểm soát của Nga. Các chiến binh Ukraine chỉ kiểm soát chưa đến 1% lãnh thổ khu vực này. Theo chuyên gia này, hiện chỉ còn một khoảng đất nhỏ ở khu vực Statovo và Kremenaya vẫn do Ukraine kiểm soát. Ông Marokko nói thêm, tuy nhiên xét theo diễn biến trên tiền tuyến, tôi có thể nói rằng Việc giành toàn bộ lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk không còn quá xa nữa. Trong những tháng gần đây, lực lượng nga đã liên tục tiến quân ở Donbass và giành quyền kiểm soát nhiều địa điểm. Đáng chú ý, quân đội nga đang tiếp tục tiến gần hơn thành phố Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng Ukraine. Trong diễn biến có liên quan, Ukrainska Pravda đưa tin người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller tại cuộc họp báo mới đây tuyên bố, Kyiv không cần sự cho phép của Washington để tiến hành các cuộc tấn công đáp trả nhằm vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga vì Ukraina có thể sử dụng vũ khí do chính mình sản xuất. Ông nói, họ là một quốc gia có chủ quyền và họ có thể sử dụng vũ khí do họ tự chế tạo và có rất nhiều loại vũ khí như vậy từ các chương trình mà họ đã thực hiện trong năm qua. Ngoài ra, với vũ khí mà chúng tôi đang cung cấp, chúng tôi đã nói rõ rằng họ có thể sử dụng chúng để đáp trả các mục tiêu của Nga bên kia biên giới nơi các cuộc tấn công đang được tiến hành. Vì vậy, Ukraine có một lượng lớn phương tiện để tự vệ. Đồng thời, ông lưu ý rằng Mỹ luôn xem xét các công cụ bổ sung mà nước này có thể cung cấp cho Ukraine. Cách đây ít ngày, tình báo Anh đưa tin quân đội Nga đã áp sát Uleda từ ba hướng, đe dọa cắt đứt tuyến đường còn lại cuối cùng ra khỏi thị trấn dầu tài nguyên khoáng sản này. Nga đã tiến quân từ phía đông về phía làng Vodiane cuối cùng kiểm soát được làng này vào giữa tháng 9 năm 2024, mở ra một mặt trận mới chống lại lực lượng Ukraine phòng thủ ở Uleda. Đến cuối tháng 9, ông Igor Kimakovsky, cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cho biết, quân đội Ukraine đang cố gắng rút các nhóm quân tấn công của họ khỏi Uleda, nơi đang bị Nga bao vây, và việc luân chuyển các đơn vị của đối phương gần như là không thể. Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cho biết, hầu hết các tân binh Ukraine được triển khai đến Uleda đều đầu hàng quân đội Nga. Hãng Tintas dẫn lời lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, Denis Pushilin do Nga bổ nhiệm tuyên bố, quân đội Nga đang cải thiện vị trí hàng ngày tại Uleda. Ông nói, chúng tôi đã ghi nhận những bước tiến hàng ngày về vị trí cũng như ghi nhận sự bao vây rất nghiêm trọng đối với Uleda. Ông Pushilin xác nhận, những lực lượng tăng viện mà đối phương có thể điều động đến Uleda, bao gồm những binh lính không được huấn luyện bài bản, gồm những người mới được huy động và bị cưỡng ép huy động ở Ukraina hầu hết đều đầu hàng. Theo Force, dựa vào thông tin từ thực địa cho biết, lữ đoàn cơ giới số 72 của lực lượng vũ trang Ukraine được cho là đã bắt đầu rút lui khỏi vị trí phòng thủ trong bối cảnh Nga siết chặt vòng vây với Uleda. Ngoài Uleda, thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tấn công bằng tên lửa mới nhất của Nga đã làm hư hại một cây cầu được sử dụng để tiếp tế cho các đơn vị đồn trú của quân đội Ukraine ở Kurakhovo và Selidovo thuộc tỉnh Donetsk. Giới quốc phòng Nga cho biết, một cuộc tấn công vào cuối tuần đã làm hư hại một cây cầu bắc qua hồ chứa nước ở Kurakhovo. Đây là một trong những tuyến đường cao tốc chính được sử dụng để cung cấp cho các đơn vị đồn trú của đối phương ở Selidovo và Kurakhovo. Cây cầu bị hư hại sẽ gây ra vấn đề lớn cho quân đội Ukraine, đặc biệt là vào mùa bùn lầy. Giới chức quốc phòng Nga nhấn mạnh, chiều dài của hồ chứa lớn vừa rộng vừa sâu, điều này sẽ gây ra vấn đề cho quân đội Ukraine. Các lực lượng Nga cũng đã cắt đứt tuyến đường Selidovo. Kurakhovo ở Donetsk. Ngoài ra, quân đội Nga còn kiểm soát một tuyến đường sắt gần khu định cư Tersukurino. Do đó, trung tâm hậu cần của quân đội Ukraine ở khu vực tiền tuyến đó đã bị cắt đứt. Ukraine có đường mòn phục vụ cho việc tiếp tế, nhưng cũng bị Nga pháo kích dữ dội. Phía Ukraine chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về những thông tin trên. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết tổng cộng đã có 153 cuộc giao tranh diễn ra trên chiến trường trong ngày cuối cùng của tháng 9 quân đội Nga đã tấn công 9 khu định cư 28 lần trên mặt trận Pokrovsk, trong khi quân phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 25 cuộc tấn công của Nga trên mặt trận Kodakove. Đây đều là hai thành trì có ý nghĩa quan trọng đối với Ukraine ở Donetsk. Mới đây, lực lượng Nga đã tấn công một địa điểm dỡ hàng từ tàu hỏa của quân đội Ukraine ở tỉnh Nikolaev, thuộc miền nam nước này, phá hủy một số toa tàu chở đầy đạn dược Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tấn công được thực hiện bằng hệ thống tên lửa Iskander-M nhằm vào một cơ sở đường sắt ở làng Kazanka. Tổng cộng 12 toa tàu chở đạn dược, bao gồm một số toa chở đạn dược phương Tây, được cho là đã bị phá hủy. Bộ Quốc phòng Nga cũng cung cấp một đoạn video được quay bằng máy bay không người lái cho thấy một tên lửa đã tấn công vật thể có vẻ như là đoàn tàu. Một video khác cho thấy đòn tấn công thứ hai vào một mục tiêu dường như đang di chuyển dọc theo đường dây. Người đứng đầu chính quyền khu vực Nikolaev ông Vitaly Kim chỉ nói rằng cơ sở hạ tầng quan trọng trong khu vực đã bị hư hại trong một vụ hỏa hoạn sau một cuộc tấn công ở quận Bastansky. Truyền thông Ukraine cho biết cuộc tấn công được ông Kim mô tả có liên quan đến đường sắt. Cơ quan đường sắt quốc gia Ukraine cũng thông báo một phần đường dây tạm ngừng lưu thông do bị tấn công. Cuộc không kích diễn ra khi quân đội Nga tiếp tục tiến hành các đợt tấn công có độ chính xác cao nhằm vào các cơ sở quân sự của Ukraine bao gồm các căn cứ lính đánh thuê, cơ sở quốc phòng, công nghiệp và năng lượng. Moscow nhấn mạnh, các cuộc tấn công này không bao giờ nhắm vào dân thường. Trong suốt tháng 9 năm 2024, Nga đã tiến hành nhiều cuộc không kích vào Kiev và nhiều khu vực khắp Ukraine, nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, quân sự và giao thông của Ukraine. Moscow khẳng định không nhắm vào các mục tiêu quân sự trong các đợt tấn công. Cuộc xung đột Nga-Ukraine đang ở năm thứ ba Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây khẳng định Moscow sẽ hoàn thành mọi mục tiêu mà nước này đặt ra tại Ukraine. Hãng tin AFP dẫn lời ông Putin nói trong thông điệp phát nhân kỷ niệm 2 năm Nga sắp nhập 4 khu vực của Ukraine rằng sự thật đứng về phía chúng ta, mọi mục tiêu đặt ra sẽ đạt được. Hồi tháng 9, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga Ramzan Kadyrov cho biết Nga đã gửi thêm hai xe điện Tesla Cybertruck đến chiến trường Ukraine. Trong bài đăng trên Telegram về việc gửi xe điện đến Ukraine, ông Karirov đính kèm đoạn video hai chiếc xe được lắp đặt súng máy và bắn đạn thật. Trong đoạn phim, hai chiếc xe điện di chuyển dọc theo một con đường đất qua một khu rừng rậm rạp với hai xe địa hình đi kèm. Sau đó, hai xe điện chiếm vị trí trên một ngọn đồi nhỏ và nổ súng vào một máy bay không người lái UAV. Ông Karirov viết, thiết bị của phương Tây đang hoạt động rất tốt. Chống lại các máy bay chiến đấu của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, tính cơ động, tiện lợi là những phẩm chất đang rất được ưa chuộng. Lưu ý rằng, Nga chắc chắn biết cách sử dụng những chiếc Tesla Cybertruck này. Bài đăng trên của ông Kadyrov xuất hiện một ngày sau khi người sáng lập hãng Tesla, ông Elon Musk, đã vô hiệu hóa từ xa chiếc xe bán tải bọc thép Cybertruck vốn được sử dụng trong khu vực quân khu Tây Bắc Nga trong xung đột Đông Âu. Ông Kadyrov bày tỏ sự không hài lòng với hành động này, cho rằng ông Elon Musk đã hành động thiếu nam tính. Ông khẳng định rằng tỷ phú người Mỹ ban đầu đã tặng ông chiếc Tesla với thiện chí và sau đó tắt nó từ xa. Theo ông Kirov, chiếc xe sau khi bị vô hiệu hóa đã được kéo về. Ông Kirov đặt câu hỏi, "Tại sao vậy, ông Elon?" Cybertruck có giá hơn 200.000 đô la Mỹ, được đánh giá là xe điện có ngoại thất cứng cáp, dù không được thiết kế cho mục đích quân sự. Chiếc xe này có khả năng tăng tốc như siêu xe tầm hoạt động hơn 800 km cho mỗi lần sạc đầy. Ông Mark Cansian, cố vấn cấp cao cho chương trình an ninh quốc tế tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, nói rằng đưa Cybertruck ra chiến trường Ukraine là ý tưởng không hợp lý về mặt hậu cần. Mẫu xe này dùng động cơ điện và pin sạc thay vì động cơ xăng truyền thống nên cần nạp điện thường xuyên để hoạt động, trong khi tiền tuyến thường không có thiết bị, hạ tầng để đáp ứng nhu cầu. Ông Cansian nói, Binh sĩ Nga có thể mang theo máy phát điện để sạc điện cho xe, xong điều này sẽ rất bất tiện và không mang lại giá trị nào. Chiếc xe rất ngầu, xong hoàn toàn vô dụng trên chiến trường. Bình luận với hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ mới đây, ông Hussein Özdemir, nhà nghiên cứu tại trung tâm nghiên cứu thế giới TRT có trụ sở tại Istanbul cho rằng khi tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trình bày kế hoạch chiến thắng của mình tại Đại hội đồng Liên hợp quốc và gặp gỡ các nhà lãnh đạo Mỹ, giao tranh ở các mặt trận trong xung đột giữa Kyiv và Moscow vẫn không ngừng gia tăng. Kế hoạch này phát thảo con đường hướng tới hòa bình của Tổng thống Zelensky được công bố trong bối cảnh các hành động quân sự đang diễn ra và sự thay đổi trong bối cảnh quốc tế. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu sáng kiến này của ông Zelensky có phải là một bước tiến thực sự? hướng tới hòa bình hay chỉ đơn giản là một động thái chiến lược nhằm duy trì sự ủng hộ của phương Tây trong khi xung đột vẫn tiếp diễn. Mặc dù các chi tiết đầy đủ của kế hoạch chiến thắng chưa được tiết lộ chính thức, nhưng các nguồn tin cho rằng nó bao gồm những yếu tố quan trọng, đảm bảo an ninh giống như NATO cho Ukraine, hỗ trợ quân sự tiên tiến từ các đồng minh phương Tây và viện trợ tài chính quốc tế để tái thiết đất nước bị xung đột tàn phá. Một số quan chức Mỹ đã bày tỏ sự hoài nghi cho rằng kế hoạch này có thể mang tính biểu tượng hơn là một thay đổi chiến lược toàn diện. Việc trình bày kế hoạch cho nhiều bên liên quan khác nhau ở Mỹ cho thấy Tổng thống Zelensky muốn đảm bảo sự ủng hộ từ cả hai đảng ở Mỹ, đặc biệt trước cuộc bầu cử năm 2024. Tuy nhiên, sự thay đổi trong cảm nhận của công chúng ở cả Ukraine và Mỹ đã dấy lên nghi ngờ về sự ủng hộ chính trị lâu dài cho chiến lược của ông. Kế hoạch của Tổng thống Zelensky thể hiện sự cân bằng tinh tế giữa hành động quân sự và ngoại giao, cuộc tấn công vào khu vực Kursk ở Nga và các chiến dịch bằng thiết bị bay không người lái UAV nhằm vào sâu trong lãnh thổ Nga không chỉ là các động thái chiến thuật, chúng còn là một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm giành lợi thế tại bàn đàm phán. Bằng cách chứng minh khả năng phục hồi và tấn công của Ukraine, ông Zelensky không chỉ mong muốn củng cố tinh thần quốc gia mà còn buộc Nga phải tham gia vào các cuộc đàm phán nghiêm túc từ một vị thế yếu thế. Tuy nhiên, Cách tiếp cận kết hợp gia tăng quân sự với ngoại giao đã làm dấy lên nghi ngờ về khả năng hai bên có thể cùng nhượng bộ. Nhiều người chỉ trích cho rằng việc tăng cường các cuộc tấn công có thể cản trở các cuộc đàm phán. Các đồng minh phương Tây, đặc biệt là chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden, tỏ ra thận trọng trước nguy cơ xung đột lan rộng, có thể kích động Nga và kéo NATO vào cuộc xung đột. Sự lo ngại này được thể hiện rõ ràng trong sự do dự của Mỹ trong việc cung cấp các tên lửa tầm xa như ATAC-M, vì có thể dẫn đến phản ứng không lường trước từ Moscow. Bên cạnh đó, việc Tổng thống Zelensky tiếp cận các ứng cử viên Tổng thống Mỹ như Kamala Harris và Donald Trump cho thấy rõ ràng cuộc chiến này gắn liền với động lực chính trị ở Mỹ. Ông Zelensky hiểu rằng việc đảm bảo các mục tiêu của Ukraine vẫn được ưu tiên trong mọi chính sách đảng phái là cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh chia rẽ chính trị sâu sắc trong cuộc bầu cử năm 2024. Ngoài ra, cuộc tấn công vào khu vực Kursk của Ukraine đã làm phức tạp thêm bối cảnh ngoại giao. Phía Nga đã từ chối tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình thứ hai, cho thấy rằng hòa bình vẫn còn xa vời. Kế hoạch hòa bình sẽ chỉ thành công nếu cả Ukraine và Nga cam kết đối thoại thực sự. Điều này hiện là một viễn cảnh khó khăn. Việc các nước phương Tây lập liên minh cùng tịch thu chung tài sản bị đóng băng của Nga sẽ giúp giảm rủi ro đáng kể là tư vấn của chuyên gia Olena Haluska, đồng sáng lập Trung tâm Chiến thắng Quốc tế, thành viên hội đồng quản trị của Trung tâm Hành động chống tham nhũng Ukraine. Theo tư vấn này, nếu tất cả các nước phương Tây tạo thành một liên minh tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga, điều này sẽ giúp họ loại bỏ mọi rủi ro. Giải thích về cách làm này với giới truyền thông, bà Olena Haluska cho biết, khi các nước thứ ba phản đối việc tịch thu tài sản Nga, họ thường đưa ra một số lý lẽ. Một trong những lý lẽ đó là việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy sự quay lưng với đồng bạc xanh. Họ sẽ chuyển đổi dự trữ ngoại hối sang một loại tiền tệ khác. Nhưng tiếp theo, câu hỏi đặt ra là sẽ chuyển đổi sang loại tiền tệ nào? Hiện tại, phần lớn tài sản dự trữ trên thế giới là bằng đồng đô la Mỹ, 59%, 20% là bằng đồng euro, 5% được lưu trữ bằng đồng yên Nhật Bản, 5% bằng đồng bảng Anh, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và các loại tiền tệ còn lại trên thế giới lần lượt chiếm 2% và 9% dự trữ toàn cầu. Bà Olena Haluska phân tích, chúng tôi đã hỏi các đối tác phương Tây của mình rằng nếu Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Vương quốc Anh đồng lòng hành động thì tất cả các tài sản này sẽ chảy về đâu. Rõ ràng là nếu có một giải pháp G7, Thụy Sĩ và Australia sẽ hướng về họ thay vì Trung Quốc. Do đó, vị chuyên gia đến từ Trung tâm Chiến thắng Quốc tế Ukraine kết luận việc nói các loại tiền tệ phương Tây sẽ bị ảnh hưởng là không có căn cứ. Theo lập luận của bà Haluska, đồng nhân dân tệ của Bắc Kinh không phải là đồng tiền dự trữ vì nó không được tự do chuyển đổi. Thị trường tài chính Trung Quốc không tự do vì có những cuộc tấn công và gây áp lực lên các nhà đầu tư trong nước. Bà cũng nhấn mạnh rằng chỉ có việc tịch thu tài sản của một quốc gia mới có khả năng ảnh hưởng đến các loại tiền tệ của phương Tây. Khi đó, dự trữ ngoại hối có thể chảy, ví dụ từ đô la Mỹ sang euro. Đó là lý do tại sao Ukraine đề xuất rằng cần một liên minh đưa ra quyết định họ, tức là những người phản đối tịch thu nói rằng nhiều người có thể bắt đầu bán chứng khoán phương Tây, rút tiền của họ và đầu tư ở nơi khác. Vậy một lần nữa quay lại câu hỏi, ở đâu? Ở UAE, Ả Rập Xê Út, Indonesia, Trung Quốc hay Nga? Có thể khẳng định thị trường tài chính phương Tây quá mạnh và chiếm ưu thế đến nỗi không dễ để tìm ra thứ thay thế cho các loại tiền tệ dự trữ và chứng khoán của họ. Hồi tháng 7, Ả Rập Xê Út đã từng nhiều lần cảnh báo riêng với các nước G7 rằng họ có thể thoái vốn một số nghĩa vụ nợ châu Âu của mình nếu các quốc gia nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới có động thái tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga. Họ khẳng định không thể chấp nhận việc tịch thu tài sản phong tỏa trị giá 300 tỷ đô la Mỹ của Nga nhằm hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, động thái mới nhất của G7 và các nước đối tác G7 cộng tiếp tục chứng minh họ kiên trì đứng sau Ukraine là công bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden tại một cuộc họp nhóm tài trợ ở New York mới đây rằng họ đã thông qua tuyên bố chung tái khẳng định sự ủng hộ quốc tế không lay chuyển đối với Kiev ở hiện tại và trong cả tương lai. Theo dự thảo ngân sách giai đoạn 2025-2027, Nga quyết định dành 145,5 tỷ đô la Mỹ cho chi tiêu quốc phòng trong năm 2025. Dự thảo nêu rõ, Phân bổ ngân sách cho phần quốc phòng lên tới 145,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 và 137,5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026, đến năm 2027 là 140,7 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, 18,2 tỷ đô la Mỹ được sử dụng nhằm đảm bảo hoạt động của lực lượng vũ trang, cơ quan an ninh quốc gia và thực thi pháp luật cùng đơn vị quân đội khác của Nga vào năm 2025. Đến năm 2026, con số này tăng lên 18,7 tỷ đô la Mỹ và 19,2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2027. Những khoản chi tiêu quốc phòng khác bao gồm xây dựng nhà ở và cơ sở hạ tầng giao thông, phúc lợi xã hội cho binh sĩ, trợ cấp của chính phủ cho một số công ty công nghiệp quốc phòng cũng như chăm sóc sức khỏe, hợp tác quân sự và kỹ thuật với quốc gia khác. Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin vừa qua cho biết, chính phủ có kế hoạch thực hiện mọi nghĩa vụ xã hội đối với công dân và lưu ý đến kế hoạch tài trợ cho y tế, lương hưu và các dự án quốc gia. Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov thừa nhận nguồn lực đáng kể đang được chuyển hướng cho hoạt động quân sự nhưng nhấn mạnh rằng 40.000 tỷ rúp tương đương khoảng 424 tỷ đô la Mỹ sẽ được dành cho 19 dự án quốc gia trong 6 năm, gấp đôi nguồn tài trợ được phân bổ cho giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2024. Ông Siluanov cũng nhấn mạnh rằng Nga có kế hoạch chi 180 tỷ rúp, tương đương khoảng 1,9 tỷ đô la Mỹ để nâng cấp các tiện ích công cộng và các chương trình tín dụng ưu đãi. ISVK chỉ ra rằng các quan chức Điện Kremlin có thể lo ngại về tình trạng mệt mỏi vì xung đột trong người dân Nga và đang cố gắng duy trì sự ủng hộ của công chúng đối với cuộc xung đột bằng cách nhấn mạnh sự tập trung của Điện Kremlin vào các dự án xã hội. Hồi tháng 8, điện Kremlin đã công bố sắc lệnh của Tổng thống Vladimir Putin, trong đó quy định quân số chiến đấu tối đa của lực lượng vũ trang Nga tăng thêm 180.000 người lên 1.500.000 binh sĩ. Sắc lệnh sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12. Con số này bao gồm binh sĩ chuyên nghiệp ký hợp đồng dài hạn với lực lượng vũ trang và lính nghĩa vụ có thời hạn phục vụ 12 tháng. Hồi đầu năm, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng Nga đã lãng phí 211 tỷ đô la Mỹ và cuộc xung đột ở Ukraine khiến Moscow thiệt hại 1.300 tỷ đô la Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói, kể từ khi xung đột bùng phát, Nga đã lãng phí tới 211 tỷ đô la Mỹ để trang bị, triển khai quân và khí tài, duy trì cuộc giao tranh không cần thiết với nước láng giềng. Cuộc xung đột khiến Nga thiệt hại 1.300 tỷ đô la Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ca ngợi các quốc gia đang cùng nhau hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột đồng thời tái khẳng định sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine trong bối cảnh xung đột chưa có hồi kết. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Một video được Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ NORAD công bố cho thấy cảnh quay từ buồng lái tiêm kích F-16 đang giám sát oanh tạc cơ Tu-95MS Nga. Một tiêm kích Su-35S đột ngột vọt lên từ phía sau và tạt chữ mũi trước F-16, khiến phi công Mỹ kêu lên vì bất ngờ phải điều khiển máy bay nghiêng cánh để tránh và lùi ra xa, trong khi máy bay Su-35S tiếp tục bám theo chiếc Tu-95MS. Cuộc chạm trán giữa tiêm kích F-16 Mỹ và biên đội máy bay quân sự Nga diễn ra trong vùng nhận dạng phòng không Aziz, Alaska hồi tuần trước, nhưng thông tin chỉ được tiết lộ gần đây. Được biết, địa điểm xảy ra sự việc trên nằm bên ngoài không phận bang Alaska của nước Mỹ. Một nguồn tin quân sự giấu tên Nga nói với hãng thông tấn TASS rằng hành động trên của phi công điều khiển chiến cơ Su-35S là để xua đuổi tiêm kích Mỹ đang bay sát máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS. Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ NORAD đã lên tiếng chỉ trích phía Nga về hành động trên. Hành động trên của chiếc Su-35S là không an toàn, thiếu chuyên nghiệp và gây nguy hiểm cho tất cả mọi người, điều mà chúng ta không chứng kiến ở một lực lượng không quân chuyên nghiệp. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin trên. Cơ quan này trước đó đã thông báo hai oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS đã thực hiện chuyến bay theo kế hoạch trên vùng biển trung lập ở biển Bering gần bờ tây Alaska. Aziz là vùng trời do một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ tự ấn định và buộc máy bay dân sự khi tiến vào phải thông báo nhận dạng, xác định vị trí và chịu sự kiểm soát của quốc gia vùng lãnh thổ đó. Aziz không phải không phận nhưng theo thông lệ quốc tế, máy bay quân sự thường gửi thông báo trước khi tiến vào Aziz nước khác nhằm tránh những vụ đụng độ bất ngờ. Phi cơ quân sự Nga kể từ năm 2007 liên tục tiến vào Aziz, Alaska, khu vực kéo dài khoảng 200 hải lý ngoài khơi bờ biển phía tây bang này. Mỹ thường xuyên điều tiêm kích theo dõi, nhưng phi cơ Nga chưa từng xâm phạm không phận Mỹ. Hai bên tiến hành hoạt động tiếp cận, áp sát một cách chuyên nghiệp và an toàn. Theo NORAD, máy bay Nga đã bốn lần tiến vào Aziz, Alaska trong tháng 9. Abkhazia là vùng lãnh thổ nằm ở Tây Bắc Georgia, quốc gia từng thuộc Liên Xô tại khu vực Caucasus, Abkhazia và Nam Ossetia sau đó đòi ly khai, khiến xung đột vũ trang giữa Georgia và hai khu vực này bùng nổ vào năm 2008. Nga mở chiến dịch can thiệp quân sự vào Georgia từ ngày 8 tháng 8 năm 2008 và kết thúc sau 5 ngày giao tranh. Georgia chịu thiệt hại nặng nề lực lượng và cơ sở ở tầng quốc phòng, buộc phải rút quân khỏi Abkhazia và Nam Ossetia. Nga công nhận nền độc lập của Abkhazia và Nam Ossetia và duy trì hiện diện quân sự tại hai khu vực, khẳng định đây là hành động phù hợp với nguyện vọng của người dân địa phương. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa qua ám chỉ rằng nước này có thể đàm phán để rút quân khỏi Abkhazia và Nam Ossetia. Ông Lavrov cũng khẳng định Nga sẵn sàng giúp đỡ cho việc giúp Georgia hòa giải với Abkhazia và Nam Ossetia. Ông cho biết giới lãnh đạo Georgia hiện nay chỉ đơn giản là đang đánh giá một cách trung thực về quá khứ. Họ nói muốn hòa giải những gì đã xảy ra trong quá khứ. Và dưới hình thức nào mà hoạt động hòa giải này có thể diễn ra là do chính Abkhazia và Nam Ossetia quyết định. Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh, nếu tất cả các bên đều quan tâm đến việc bình thường hóa các mối quan hệ này, đảm bảo các thỏa thuận không tấn công nhau, chúng tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ nếu các bên quan tâm. Chính phủ Georgia coi Abkhazia và Nam Ossetia là lãnh thổ của nước này. Phần lớn các chính phủ phương Tây, bao gồm cả Mỹ, coi các khu vực này là một phần của Georgia. Hồi năm 2019, sau phiên tham vấn kín của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đại sứ các nước Bỉ, Estonia, Pháp, Đức, Ba Lan, Anh và Mỹ ra tuyên bố ủng hộ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Georgia. Sáu quốc gia trên cho biết họ cực kỳ quan ngại về mối quan hệ an ninh ngày càng sâu sắc của Nga với Nam Ossetia và Abkhazia, cũng như việc tăng cường cái gọi là quá trình biên giới hóa, làm kéo dài cuộc xung đột và gây bất ổn cho Georgia cùng khu vực. Sáu nước phương Tây một lần nữa kêu gọi Nga thực thi các thỏa thuận ngày 12 tháng 8 năm 2008 và ngày 8 tháng 9 năm 2008. Trong đó bao gồm cam kết đảm bảo rằng các lực lượng vũ trang rút về những vị trí trước khi xung đột bắt đầu và thiết lập một cơ chế an ninh quốc tế. AFP dẫn hai nguồn tin cho hay ba quả rocket đã phóng nhắm vào một căn cứ có binh sĩ Mỹ đóng trú ở sân bay quốc tế Baghdad tại Iraq một trong hai nguồn tin khẳng định căn cứ Victory tại sân bay Baghdad đã bị tấn công bằng ba quả rocket. Hai trong số đó đã bị lực lượng phòng thủ đặc biệt của căn cứ bắn hạ, trong khi quả thứ ba rơi gần trụ sở của Bộ Chỉ huy Cơ quan Chống Khủng bố. Căn cứ Victory là nơi đặt tổng hành dinh của lực lượng Mỹ tại Iraq, cũng là địa điểm chủ chốt trong tổ hợp căn cứ Victory VBC, gồm nhiều cơ sở quân sự được Washington bố trí quanh sân bay quốc tế Baghdad. Reuters dẫn lời hai nguồn tin an ninh nói rằng quả rocket lọt qua lưới phòng không đã rơi trúng khu vực do quân đội Iraq quản lý, làm hư hại công trình và phương tiện nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động hàng không tại sân bay. Giới chức Iraq sau đó cho biết vụ tập kích không gây ra thương vong. Đại sứ quán Mỹ tại Iraq chưa bình luận về vụ tấn công. Cách đây ít hôm, Mỹ đã công bố việc đạt được thỏa thuận với chính phủ Iraq để kết thúc nhiệm vụ quân sự của liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu ở Iraq. Theo đó, Mỹ sẽ rút quân khỏi một số căn cứ ở Iraq mà họ đã hiện diện suốt hai thập kỷ qua. Chính quyền của Tổng thống Biden từ chối cung cấp thông tin chi tiết rằng bao nhiêu trong tổng số khoảng 2.500 lính Mỹ sẽ trở về hay thỏa thuận này có phải dẫn đến việc Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi Iraq hay không. Thông báo này được đưa ra vào thời điểm đặc biệt nhạy cảm ở Trung Đông khi xung đột gia tăng giữa Israel và hai lực lượng thân Iran ở Liban và giải Gaza, đe dọa mở rộng thành một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn các căn cứ là nơi binh lính và nhân viên của lực lượng Mỹ làm việc thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công của lực lượng dân quân thân Iran trong mấy năm qua và số vụ tấn công gia tăng từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra gần một năm trước. Trong nhiều năm, các quan chức Iraq nhiều lần kêu gọi lực lượng liên minh rút quân khỏi nước này. Xung đột Nga-Ukraine khốc liệt với nhu cầu cao về vũ khí đạn dược cho Ukraine đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp quốc phòng và vực dậy kinh tế Mỹ tại một số địa phương, như ở bang Pennsylvania. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng lên tiếng ủng hộ duy trì nhà máy sản xuất đạn dược để cung cấp việc làm và tài chính cho địa phương. Kể từ khi Nga phát động kế hoạch quân sự tiến công Ukraine vào tháng 2 năm 2022, chính phủ Mỹ đã phân bổ gần 175 tỷ đô la Mỹ viện trợ khẩn cấp cho Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga. Nhưng đa phần số tiền ấy vẫn ở lại trên đất Mỹ khi làm động lực cho các nhà máy như nhà máy của lục quân Mỹ tại thành phố Scranton, bang Pennsylvania. General Dynamics, hãng thầu quản lý nhà máy đạn dược lục quân Scranton, 116 năm tuổi, đã tạo thêm hơn 200 việc làm trong vùng này kể từ năm 2022, khi quân đội Nga tiến vào lãnh thổ Ukraine. Mức độ sản xuất pháo tăng hơn 2 lần. Các cơ sở của General Dynamics trong vùng sản xuất hơn 1 phần 3 tổng số đạn pháo mà Mỹ định gửi ra tiền tuyến Ukraine mỗi tháng. Gentex, một nhà thầu quân sự khác ở thị trấn Carbonan ở bang Illinois gần đó cũng đã tăng lượng nhân viên thêm 10% so với năm 2023. Những vị trí việc làm như trên đang giúp đảo ngược tình trạng kinh tế ảm đạm nơi đây. Ông Satajit Ghosh, giáo sư thuộc Đại học Scranton, chuyên nghiên cứu kinh tế vùng này cho hay, sau khi các mỏ than và nhà máy dệt may đóng cửa, tỷ lệ thất nghiệp tại đây lên mức cao hơn trung bình quốc gia ít nhất là 2%. Bây giờ, các chỉ số kinh tế ở đây là tốt hơn mức trung bình đó. Theo thị trường của Scranton, Page, Gephardt, Connetti, viện trợ cho Ukraine, quan trọng với Ukraine, tương tự như với các nền kinh tế địa phương tại Mỹ, chuyên sản xuất các phương tiện chiến tranh. Cơ hội việc làm đang thu hút thêm người tới thành phố Scranton và rộng ra là cả bang Pennsylvania. Kinh tế thành phố phát triển cũng tạo ra nhu cầu cho những vị trí như điều dưỡng viên, thợ xây dựng và thợ điện cũng như nhân viên bán lẻ. Giới chức cho hay, bang Pennsylvania thiếu nhân sự chuyên nghiệp để giảng dạy tại trường đại học, cao đẳng, hoặc viết các phần mềm tích hợp mũ sắt quân sự và xe thiết giáp. Sản xuất quốc phòng đã là phần chủ chốt trong nền kinh tế của khu vực Scranton trong nhiều thế hệ. Quân đội Mỹ cũng đã đầu tư gần 420 triệu đô la Mỹ để hiện đại hóa nơi này. Với Tổng thống Mỹ Joe Biden, hoạt động sản xuất quốc phòng tại đây đối với ông không chỉ là hỗ trợ Ukraine mà còn là cách khắc phục tình trạng kinh tế đi xuống tại địa phương. Sputnik đưa tin, Stefan Kotre, nghị sĩ Đức thuộc Đảng Sự Lựa Chọn Thay Thế cho nước Đức, AFD nói rằng, AFD nếu tham gia chính phủ sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Nga và chấm dứt các hành động gây hấn nhằm vào Moscow vì việc này phù hợp với lợi ích của Berlin, chứ không phải xuất phát từ tình hữu nghị nào đó với Điện Kremlin. Phát biểu bên lề tuần lễ năng lượng Nga mới đây ông Cotre dự đoán rằng sau kết quả cuộc bầu cử liên bang năm 2025, AFD có thể tham gia chính phủ cùng Liên minh Dân chủ Thiên Chúa Giáo nếu liên minh này không hạn chế một cách phi dân chủ đối với AFD. Ông Cotre nói, chúng tôi sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, chúng tôi sẽ chấm dứt các hành động gây hấn chống Nga, chúng tôi sẽ ủng hộ bình thường hóa quan hệ. Ngoài ra, điều cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đó là chúng tôi sẽ nhập khẩu năng lượng của Nga. Chúng tôi không phải là bạn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, mà làm tất cả những điều đó, chúng tôi chỉ đại diện cho lợi ích của nước Đức. Ông nhấn mạnh rằng, với việc đại diện cho lợi ích của nước Đức, một lần nữa có thể thiết lập sự hợp tác chặt chẽ hơn với Nga. Trong một diễn biến liên quan, trước đó Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết, Budapest tin chính sách trừng phạt Nga của Liên minh châu Âu, EU đã thất bại hoàn toàn. Trả lời phỏng vấn báo chí bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Szijjarto nhấn mạnh, các biện pháp hạn chế và cấm vận của EU đối với Moscow đã không giúp đạt mục tiêu mong muốn là tiến gần hơn tới việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, mà còn gây ra nhiều thiệt hại hơn cho nền kinh tế của các nước châu Âu so với Nga. Hãng thông tấn TASS dẫn lời ngoại trưởng Hungary nói: “Rõ ràng là chúng ta đã phải chịu đựng tình trạng lạm phát tăng vọt và giá năng lượng leo thang nhanh chóng, cả hai đều là hậu quả của cơ chế trừng phạt”. Ông Szijjarto cũng cáo buộc các cường quốc và công ty lớn của phương Tây đang lách luật trừng phạt chống Nga. Nhà ngoại giao hàng đầu của Budapest kết luận: Vì vậy, chính sách áp trừng phạt là đạo đức giả, vô nghĩa và đã thất bại. Đây là ý kiến ngắn gọn của tôi về việc này. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, các nước phương Tây đã áp đặt một loạt lệnh trừng phạt kinh tế nặng nề nhằm vào Nga. Các biện pháp trừng phạt này được thiết kế để gây áp lực lên chính quyền Nga, buộc nước này phải ngừng hành động quân sự. Tuy nhiên, những lệnh trừng phạt này đã có ảnh hưởng tiêu cực đến các công ty của họ. Liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Tờ Times of Israel mới đây đưa tin, quân đội Liban đã rút lui khoảng 5 km khỏi các vị trí dọc biên giới miền Nam nước này với Israel. Một quan chức quân đội Liban cũng xác nhận rằng, lực lượng này đang luân chuyển binh sĩ đóng quân ở biên giới miền Nam. Nhân vật này nói rằng, động thái của quân đội Liban liên quan đến các rủi ro từ việc Israel tấn công mục tiêu Hezbollah trong lãnh thổ nước này Phát ngôn viên của quân đội Liban không xác nhận hoặc phủ nhận thông tin này. Quân đội Liban vốn luôn đứng ngoài các cuộc xung đột lớn với Israel và trong năm qua đã không nổ súng vào quân đội Israel. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Yoav Gallant tuyên bố rằng giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột dọc biên giới phía nam của Liban sẽ sớm bắt đầu. Ông ủng hộ mục tiêu đưa người Israel phải sơ tán ở khu vực biên giới với Liban được trở về nhà. Israel đã tuyên bố các khu vực xung quanh cộng đồng ở Metula Miss Am và Cafe Ziladi tại phía bắc gần biên giới Liban là vùng quân sự khép kín. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, Tel đã thông báo với Washington rằng họ đang tiến hành các hoạt động hạn chế trên bộ, tập trung vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở Liban gần biên giới. Vụ ám sát lãnh đạo của Hezbollah Hassan Nasrallah vừa qua là một trong những đòn giáng nặng nề nhất đối với lực lượng này sau hai tuần Israel không kích dữ dội. Phó lãnh đạo của Hezbollah. Naim Qasem trong bài phát biểu công khai đầu tiên kể từ vụ ám sát ông Nasrallah nói rằng lực lượng này đã sẵn sàng cho giao tranh trên bộ. Ông Qasem đồng thời khẳng định Hezbollah sẽ tiếp tục phóng rocket vào sâu 150 km trong lãnh thổ Israel. Ông Nasrallah đã xây dựng Hezbollah thành lực lượng quân sự và chính trị hùng mạnh tại Liban với phạm vi hoạt động rộng khắp Trung Đông. Theo chính phủ Liban, các cuộc không kích của Israel đã loại bỏ một số chỉ huy Hezbollah, nhưng đồng thời khiến khoảng 1.000 người dân thường tử vong và 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Ông Stefan Duzaric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, người đứng đầu tổ chức này nhấn mạnh rằng vòng xoáy bạo lực cần phải được chấm dứt ngay. Ngoài ra, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế, tránh đẩy tình hình đi quá xa, vì rằng người dân Liban, Israel cũng như toàn bộ khu vực không thể chịu đựng được một cuộc xung đột toàn diện. Ông Guterres cũng nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại giải Gaza, trả tự do cho tất cả các con tin đang bị giam giữ tại đây. Trong tuyên bố vừa qua của Hamas, nhóm này đã nêu rõ về sự thiệt mạng của ông Fatah Sarif Abu al amine người đứng đầu lực lượng Hamas tại Liban và là thành viên của Ban Chỉ huy Lực lượng ở nước ngoài. Cụ thể, ông Sarif đã qua đời trong một cuộc không kích của Israel vào khu trại tị nạn Anbas ở miền nam Liban vợ và hai con của người này cũng thiệt mạng. Đáng chú ý, Liên hợp quốc cũng đã lên tiếng về cái chết của ông Fatah Sharif và khẳng định ông này làm việc cho cơ quan của Liên hợp quốc vì người tị nạn Palestine UNRWA. Tuy nhiên, ông Sharif không công khai về mối quan hệ của mình với lực lượng vũ trang của người Palestine. Trong khi đó, phái đoàn ngoại giao của Israel tại Geneva lên tiếng và phản ánh về chất lượng tuyển dụng của UNRWA qua trường hợp của ông Sharif. Cụ thể, phía Tel Aviv khẳng định cố chỉ huy Hamas còn là hiệu trưởng, người đứng đầu Hiệp hội Giáo viên UNRWA ở Liban bang. Lý giải vấn đề trên, người phát ngôn của UNRWA, ông Jonathan Fowler, cho biết ông Sarif là một nhân viên UNRWA đã nghỉ không lương từ tháng 3 để chờ điều tra về những cáo buộc mà cơ quan này nhận được về việc ông tham gia hoạt động chính trị. Thế nhưng Liên đoàn Giáo viên UNRWA và các nhóm Palestine khác lại kịch liệt phản đối quyết định trên khi có hành động định kỳ tổ chức biểu tình trước văn phòng cơ quan Liên hợp quốc ở Beirut từ khi ông Sarif bị đình chỉ, cáo buộc cơ quan này nhắm vào quan điểm chính trị của ông. Đầu tháng này, liên đoàn giáo viên kể trên tiếp tục tổ chức một cuộc biểu tình ngồi khi tổng ủy viên UNRWA Philip Lazarini thăm Lebanon để đòi khôi phục công việc cho ông Sarif. Về phía Hamas, nhóm này đã ca ngợi những đóng góp của ông Sarif vì sự nghiệp giáo dục và thánh chiến và gọi cố chỉ huy tại Liban là người giáo viên thành công và một hiệu trưởng xuất sắc đối với nhiều thế hệ người tị nạn Palestine. Cũng liên quan đến vụ không kích của Israel vào quận Kola, thủ đô Beirut của Liban, Mặt trận Nhân dân Giải phóng Palestine PFLP cho biết, ngoài ông Sharif, hai thành viên khác của Hamas cũng đã thiệt mạng. Trước đó ít lâu, Israel cũng đã tổ chức không kích vào khu vực phía nam Beirut và được cho là đã khiến thủ lĩnh của Hezbollah, ông Hassan Nasrallah thiệt mạng. Gần đây, Israel đang tăng cường tấn công vào sâu trong lãnh thổ Liban với mục tiêu làm tê liệt các hoạt động của những nhóm tổ chức mà Tenavib cho là khủng bố thân Iran. Cộng đồng quốc tế đã tiếp tục lên tiếng bày tỏ lo ngại về một cuộc xung đột toàn diện có thể bùng nổ tại Trung Đông và yêu cầu các bên liên quan kiềm chế cũng như nhanh chóng kết thúc bạo lực. Trong một cuộc phỏng vấn với đài CNN thổ Nhĩ Kỳ ngày 30 tháng 9, cựu tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cho biết, Iran từng lập một đơn vị để ngăn chặn các hoạt động của cơ quan tình báo Mossad của Israel. Tuy nhiên, đến năm 2021, Iran phát hiện ra rằng lãnh đạo đơn vị đó cùng với 20 thành viên khác lại chính là điệp viên Mossad. Ông Ahmadinejad nói, Israel đã tổ chức các chiến dịch phức tạp bên trong Iran. Họ có thể dễ dàng nắm bắt thông tin. Tại Iran, họ vẫn im lặng về chuyện này. Người phụ trách đơn vị chống Israel tại Iran lại là một điệp viên của Israel. Bình luận của ông Ahmadinejad được đưa ra sau khi nhiều thủ lĩnh của các lực lượng thân Iran bị ám sát trong thời gian gần đây. Mới đây nhất, thủ lĩnh tổ chức Hezbollah Hassan Nasrallah thiệt mạng trong vụ không kích của Israel tại khu vực phía nam thủ đô Beirut của Liban. Tờ Le Parisien của Pháp dẫn nguồn tin từ an ninh Liban tiết lộ rằng nội gián Iran đã giúp Israel biết được thông tin ông Nasrallah đến sở chỉ huy ngầm của Hezbollah và tiến hành vụ không kích. Trước đó, Tờ The New York Times dẫn lời các quan chức quốc phòng Israel cho hay, giới lãnh đạo nước này đã biết về nơi ở của ông Nasrallah trong nhiều tháng và quyết định tấn công vào tuần trước bởi họ tin rằng có thời cơ ngắn để ra tay trước khi vị thủ lĩnh biến mất. Liên quan đến vụ việc ám sát cố thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh hồi đầu tháng 8, truyền thông Anh đưa tin tình báo Israel điều động điệp viên người Iran đặt bom trong ba phòng của tòa nhà, nơi thủ lĩnh Hamas ở rồi kích hoạt từ xa. Tờ Telegraph đưa tin, kế hoạch ban đầu của Viện Tình báo và Chiến dịch đặc biệt Israel, Mossad, là ám sát thủ lĩnh Hamas, Ismail Haniyeh, vào tháng 5, khi ông tới Tehran dự đám tang cựu Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi. Tuy nhiên, chiến dịch này bị hủy bỏ do có quá nhiều người bên trong tòa nhà và khả năng thất bại cao, hai quan chức Iran cho biết. Thay vào đó, hai điệp viên cài bom trong ba căn phòng của nhà khách do vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC quản lý ở phía bắc Tehran. Theo các quan chức Iran, hai điệp viên của Mossad lẻn vào các căn phòng trong vài phút. Những người này sau đó đã rời khỏi Iran, song vẫn có nguồn tin ở trong nước. Vào cuối tháng 7, họ kích nổ quả bom trong phòng ông Haniye từ nước ngoài, khiến thủ lĩnh Hamas và một cận vệ thiệt mạng. Israel chưa bình luận về thông tin trên của Telegraph. Mặc dù Hamas, Iran và nhiều bên khác đều cáo buộc Tenavit đứng sau vụ ám sát, Israel cho đến nay không thừa nhận hay phủ nhận. Theo hãng thông tấn TASS đưa tin, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin vừa đến thăm Iran và có cuộc hội đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Phó Tổng thống Iran Mohammad Reza Aref Về cuộc gặp của Thủ tướng Nga và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK cho biết, ông Mishustin kỳ vọng hai nước sẽ ký thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện trong hội nghị thượng đỉnh BRICS sắp tới, dự kiến được tổ chức tại Kazan, Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga. Đáp lại, Tổng thống Iran cho biết Tehran và Moscow có thể tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là trong việc chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây. Về cuộc hội đàm với Phó Tổng thống Reza Aref, hãng thông tấn TASS cho biết Thủ tướng Mishustin nhấn mạnh rằng Nga thực sự quan tâm đến việc đưa sự hợp tác với Iran lên tầm cao mới. Cụ thể, theo hãng thông tấn TASS, dẫn lời ông Misustin nói trong cuộc hội đàm với ông Aref rằng chúng tôi hoàn nghênh quyết định kiên quyết của Iran nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược với Nga và hoàn toàn ủng hộ cách tiếp cận này. Và tất nhiên, chúng tôi tin rằng điều quan trọng là phải tạo ra các điều kiện thuận lợi nhất để tổ chức một số dự án đầu tư lớn trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Thủ tướng Nga cũng nhấn mạnh rằng Moscow sẽ ưu tiên mở rộng thương mại và hợp tác kinh tế, đa dạng hóa thương mại song phương và củng cố các cơ chế, đồng thời đề xuất tiếp tục nỗ lực để tăng kim ngạch thương mại giữa hai nước. Cụ thể, ông Misustin trao đổi với ông Pezeskian tại cuộc hội đàm rằng Tôi tin rằng có nhiều tiềm năng to lớn để mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, giao thông vận tải, công nghiệp, quan hệ thương mại và tất nhiên là quan hệ văn hóa và nhân đạo giữa Nga và Iran. Đáp lại thiện ý của ông Misustin, ông Aref cho biết Iran nghiêm túc có ý định tăng cường quan hệ với Nga, nhấn mạnh rằng Hợp tác với Liên bang Nga là một trong những ưu tiên của chính sách đối ngoại nước này. Bình luận về chuyến thăm Iran của ông Mishustin, phó thủ tướng Nga Alexei Ovechak nhấn mạnh đây là chuyến đi chính thức đầu tiên của người đứng đầu chính phủ Nga tới Iran và sẽ quyết định cách thức xây dựng mối quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới. Sau cuộc họp nội các vừa diễn ra, trang tin Reuters cho biết, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Erdogan tiếp tục lên tiếng phản đối mạnh mẽ những hành động gia tăng bạo lực gần đây của Israel. Theo đó, Tổng thống Erdogan cho rằng Đại hội đồng Liên hợp quốc nên khuyến nghị sử dụng vũ lực theo nghị quyết mà tổ chức đã thông qua hồi năm 1950. Nếu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không ngăn chặn được các cuộc tấn công của Israel, nghị quyết 1950 nêu rằng Liên hợp quốc có thể can thiệp nếu các bất đồng giữa năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an gồm Anh, Mỹ, Nga, Pháp và Trung Quốc cản trở họ duy trì hòa bình quốc tế. Hội đồng Bảo an là cơ quan duy nhất của Liên Hợp Quốc có thể đưa ra các quyết định mang tính ràng buộc về pháp lý như phê chuẩn việc sử dụng vũ lực hoặc áp đặt lệnh cấm vận. Các quyết định này sẽ không thể thông qua nếu có một thành viên hội đồng phủ quyết. Ở chiều ngược lại, ông Erdogan cũng bày tỏ rất buồn khi thấy các nước Hồi giáo không đưa ra lập trường tích cực và chủ động hơn đối với Israel. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng kêu gọi các nước tung ra biện pháp kinh tế, ngoại giao, chính trị để gây sức ép buộc Israel chấp nhận ngừng bắn tại giải Gaza và Liban. Được biết, Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO, là nước đầu tiên đã đình chỉ mọi hoạt động thương mại với Israel và đã đề nghị tham gia một vụ kiện Israel về cáo buộc diệt chủng tại Tòa án Thế giới, điều mà Tel Aviv đã bác bỏ. Thời gian vừa qua, khi Israel tăng cường các biện pháp không kích vào Liban, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan đã không ngừng lên tiếng kêu gọi Tel Aviv chấm dứt các hành động bạo lực của mình. Trong cuộc họp báo cách đây ít lâu tại Istanbul, Ông Erdogan cũng bày tỏ lập trường đứng về phía Liban, đồng thời gửi lời chia buồn đến những nạn nhân thiệt mạng trong các vụ tấn công. Dù là thành viên của NATO và tỏ ra cực kỳ phản đối Israel trong thời gian qua, nhưng động thái của Thổ Nhĩ Kỳ lại không nhận được phản ứng tương tự từ Mỹ. Theo đó, ngay sau tin tức thủ lĩnh Hezbollah, ông Hassan Nasrallah bị hạ sát, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi hành động của Tel Aviv là một biện pháp công lý cho nhiều nạn nhân, bao gồm hàng nghìn người Mỹ, Israel và thường dân Liban. Ông Biden cũng tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với quyền tự vệ của Israel trước Hezbollah, Hamas, Houthi và bất kỳ nhóm khủng bố nào được Iran hậu thuẫn. Sputnik AFP đưa tin ngày 30 tháng 9, phong trào mặt trận nhân dân giải phóng Palestine PFLP xác nhận ba thủ lĩnh của nhóm thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel và thủ đô Beirut của Liban. Theo Sky News Arabic, các thành viên thiệt mạng trong cuộc không kích được cho gồm người đứng đầu bộ phận an ninh quân sự của PFLP Muhammad Abdel Aan, chỉ huy quân sự của PFLP tại Liban Imad Auda và một chỉ huy khác tên Abdul Rahman Abdel A Ana. Một nhân chứng cũng nói với Reuters rằng có một vụ không kích nhắm vào tầng cao của một tòa nhà ở quận Kola. Israel trong khi đó chưa lên tiếng về vụ việc. Israel đã căng thẳng lâu năm với các tổ chức Hồi giáo trong khu vực đặc biệt các nhóm được hiểu do iran bảo trợ hoặc ủng hộ người hồi giáo palestine vụ việc này xảy ra sau khi không quân israel loại bỏ thủ lĩnh hezbollah hassan nasrallah trong một cuộc không kích có mục tiêu tại beirut hezbollah ủng hộ hamas và bị israel xem như mối đe dọa ở biên giới phía bắc tức biên giới israel liban pflp của palestine cũng là một tổ chức quân sự tham gia chống israel với việc israel đẩy mạnh các cuộc không kích nhắm vào trục kháng chiến các nhóm chống israel khiến PFLP cũng dễ rơi vào nhóm đối tượng bị tấn công. Trong khi đó, lực lượng phòng vệ Israel IDF vừa cho biết máy bay chiến đấu của Tel Aviv đã tấn công hàng chục địa điểm của Hezbollah ở khu vực thung lũng Bekaa của Liban. Theo The Times of Israel dẫn thông báo của IDF, trong số các địa điểm bị tấn công có bệ phóng tên lửa và các tòa nhà nơi Hezbollah cất giữ vũ khí. Song song với đó, IDF cũng tấn công các địa điểm khác ở miền nam Liban được Hezbollah sử dụng cho các hoạt động quân sự chống lại Israel. Phản ứng về các vụ việc ở Liban gần đây, cố vấn truyền thông Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby tuyên bố cơ cấu chỉ huy của Hezbollah gần như đã bị tàn phá trước các đợt không kích của Israel. Ông Kirby chia sẻ với ABC News rằng không còn nghi ngờ gì nữa, Hezbollah ngày nay không còn là Hezbollah của một tuần trước nữa. Dù bị giáng nhiều đòn mạnh từ Israel, song Hezbollah vẫn còn khá nhiều năng lực và có khả năng sẽ phục hồi lại, theo ông Kirby cho biết. Trước tình hình đó, ông Kirby nói rằng chúng ta cần phải chuẩn bị cho một số kịch bản. Song song với những biến động trên chính trường thế giới, quay trở lại với những diễn biến liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, trên các mặt trận giao tranh giữa hai bên vẫn đang diễn ra khốc liệt, cả Nga và Ukraine đều cố gắng vận dụng những điểm mạnh của mình để công phá vào yếu điểm của đối phương. Bên cạnh đó, viện trợ và những vấn đề liên quan đến cuộc xung đột giữa hai nước cũng đang nóng dần lên với những chuyển biến mới. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi ngay sau đây. Theo Reuters, Nga đã phát động đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV vào Kiev lúc dạng sáng 30 tháng 9, buộc các đơn vị phòng không Ukraine phải tham gia đẩy lùi cuộc không kích này. Các nhân chứng của Reuters đã nghe thấy một số tiếng nổ do hệ thống phòng không hoạt động và nhìn thấy các vật thể bị đánh trúng trên không. Thủ đô Kiev, khu vực xung quanh và toàn bộ miền đông Ukraine đang được đặt trong tình trạng báo động không kích. Không quân Ukraine cảnh báo Nga sẽ tấn công vùng lãnh thổ này bằng UAV. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo 125 thiết bị bay không người lái có cánh phóng từ lãnh thổ Ukraine đã bị phá hủy trên bầu trời nước này. Theo bộ trên, số lượng nhiều UAV nhất bị bắn hạ là ở tỉnh Volgograd, 67 chiếc. Ngoài ra, các hệ thống phòng không đã phá hủy 17 UAV trên bầu trời tỉnh Belgorod, 17 chiếc ở tỉnh Voronezh, 18 chiếc ở tỉnh Rostov, một chiếc ở mỗi tỉnh Bryansk, Kursk và Krasnodar và ba chiếc trên biển Azov bình luận về vụ tấn công bằng UAV nhằm vào tỉnh Volgograd. Thống đốc tỉnh này, ông Andrei Bocharov cho biết không ai thương vong do vụ tấn công. Ngoài ra, theo ông Bocharov, cả các công trình dân sự và quân sự đều không bị hư hại. Trong khi đó, theo hãng thông tấn Ukraine Form dẫn thông tin từ chính quyền địa phương rằng Nga những ngày qua vẫn tiếp tục các đợt tấn công trên nhiều tỉnh, thành ở Ukraine và gây ra thiệt hại đáng kể. Người đứng đầu Cục Quản lý Quân sự tỉnh Dnipropetrovsk ông Sergei Lysak nói rằng quân đội Nga đã tấn công thành phố Nikopol thuộc tỉnh này bằng pháo hạng nặng và máy bay không người lái UAV khiến một người thiệt mạng và một người bị thương. Văn phòng Tổng Công tố tỉnh Kharkov đưa tin có hai dân thường bị thương và nhiều nhà cửa bị hư hại sau cuộc không kích của Nga vào làng Bohuslavka, thành phố Izium, tỉnh Kharkov. Cục Quản lý Quân sự tỉnh Kherson cho biết có hai người bị thương do cuộc pháo kích của Nga vào các khu định cư Bilozeka và Mikinske thuộc tỉnh này. Theo Cục Quản lý Quân sự tỉnh Zaporizhia, Nga vừa qua đã thả 13 quả bom dẫn đường từ trên không xuống tỉnh Zaporizhia, đánh trúng các tòa nhà dân cư. Vụ tấn công làm 16 người bị thương. Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky nói rằng Nga tuần qua đã sử dụng gần 900 quả bom trên không, hơn 300 UAV Sahet và khoảng 40 tên lửa các loại để tấn công Ukraine. Ông Zelensky viết trên mạng xã hội X rằng Nga không biết dừng lại và chỉ có thể ngăn chặn họ bằng sự đoàn kết của thế giới trong việc ủng hộ Ukraine và đoàn kết trong việc gây áp lực lên Nga. Trong suốt tháng 9 năm 2024, Nga đã tiến hành nhiều cuộc không kích vào Kiev và nhiều khu vực khắp Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, quân sự và giao thông của Ukraine. Theo tờ Kiev Post, sáng sớm 30 tháng 9, tại thủ đô Kiev, báo động không kích được kích hoạt từ lúc 1 giờ sáng và kéo dài hơn 5 tiếng hãng thông tấn Ukraine Farm dẫn lời ông Sergei Popko, lãnh đạo chính quyền quân sự khu vực Kiev, cuộc không kích thứ tư vào Kiev cũng như các cuộc tấn công trước đó, Nga một lần nữa sử dụng drone tấn công có thể là Sahet. Ông Popko cho biết tất cả drone nhắm vào Kiev đều bị vô hiệu hóa và không có ghi nhận về hư hại hoặc thương vong. Theo quan chức địa phương, không có cơ sở quan trọng nào ảnh hưởng dù cuộc tấn công đã gây hỏa hoạn tại nhiều khu vực. Trong khi đó, không quân Ukraine cho biết đã bắn hạ 67 trong số 73 drone và một trong ba tên lửa do Nga phóng trong cuộc tấn công mới nhất. Thống đốc Vitaly Kim của khu vực Mykolaiv ở phía nam cho biết cuộc tấn công đã gây ra hỏa hoạn tại một cơ sở hạ tầng quan trọng ở đây. Hãng tin Sputnik của Nga dẫn lời ông Sergei Lebedev, điều phối viên lực lượng thân Nga ở Mykolaiv, cũng xác nhận hàng loạt cuộc tấn công trong sáng 30 tháng 9. Ông Lebedev nói, cho biết không kích cũng diễn ra ở các vùng Zhitomir và Cherkasy. Các cuộc không kích đã nhắm vào Kiev và vùng ngoại ô như chưa từng có. Hơn 10 cuộc không kích, một số cuộc liên tiếp. Theo ông Lebedev, cuộc không kích tấn công vào các nhà kho và một đoàn quân lính Ukraine ở thành phố Bila, Tserka, thuộc khu vực Kiev. Các đoàn quân của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kryvyi Rih và Berislav cũng trở thành mục tiêu. Trong quá trình lực lượng phòng không Ukraine ngăn chặn các UAV Nga, nhiều tiếng nổ lớn đã xuất hiện ở Kiev. Trong khi đó hiện nay cuộc xung đột Nga-Ukraine đang ở năm thứ ba. Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow sẽ hoàn thành mọi mục tiêu mà nước này đặt ra tại Ukraine. Trong một thông điệp video được công bố để đánh dấu kỷ niệm 2 năm ngày Nga, gọi là ngày tái thống nhất, khi Moscow sắp nhập 4 khu vực của Ukraine là Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và Kherson, ông Putin nhấn mạnh, chân lý đứng về phía chúng ta, mọi mục tiêu đã đề ra sẽ đạt được. Trong bài phát biểu của mình, Ông Putin đã nhắc lại lý do biện minh cho việc đưa binh sĩ vào Ukraine là để bảo vệ những người nói tiếng Nga. Nhà lãnh đạo Nga cũng chỉ trích giới tinh hoa phương Tây đã biến Ukraine thành thuộc địa của họ, một căn cứ quân sự nhắm vào Nga và đã thổi bùng lòng căm thù với mọi thứ của Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần cảnh báo về vũ khí hạt nhân chiến thuật. Ngay trước hôm bắt đầu kế hoạch quân sự tại Ukraine, nhà lãnh đạo Điện Kremlin đã chủ trì buổi diễn tập tấn công hạt nhân chiến thuật và kể từ đó, những lời đe dọa về loại vũ khí này của Nga đã khiến các quan chức Mỹ phải cảnh giác. Vừa qua, Tổng thống Putin một lần nữa gây chú ý khi tiết lộ những thay đổi được đề xuất đối với học thuyết hạt nhân chiến thuật của đất nước mình. Tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga gần đây, ông cho biết Moscow sẽ sửa đổi học thuyết để có khả năng hạ thấp ngưỡng sử dụng loại vũ khí này, đồng thời nói thêm rằng Moscow sẽ coi một cuộc tấn công của một quốc gia phi hạt nhân có sự tham gia hoặc được một quốc gia hạt nhân hỗ trợ là một cuộc tấn công chung chống lại Liên bang Nga. Ông Putin lưu ý rằng Nga có thể cân nhắc trả đũa hạt nhân. Khi Nga nhận được thông tin đáng tin cậy về một vụ phóng hàng loạt vũ khí tấn công trên không và vũ trụ và chúng vượt qua biên giới quốc gia của Nga, ông chủ điện Kremlin dụng ý nhắc tới máy bay chiến lược và chiến thuật, tên lửa hành trình, UAV, máy bay siêu vượt âm và các loại máy bay khác. Nói một cách ngắn gọn, Nga đang đưa ra lời cảnh báo cho Washington và những nước ủng hộ Ukraine khác việc sửa đổi học thuyết diễn ra khi Ukraine, một quốc gia phi hạt nhân, đang gây sức ép với Mỹ về việc cho phép sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công sâu hơn vào bên trong nước Nga. Việc sửa đổi rõ ràng nhằm mục đích khiến các nhà hoạch định chính sách phương Tây phải suy nghĩ kỹ khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trình bày kế hoạch chiến thắng của mình với chính quyền Mỹ. Moscow ngụ ý rằng cái giá tiềm tàng cho việc cung cấp vũ khí cho Ukraine có thể quá cao đối với phương Tây. Thông báo thay đổi học thuyết hạt nhân chiến thuật của Nga đã gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi trực tuyến, nơi các chuyên gia kiểm soát vũ khí cố gắng phân tích ngôn từ của tổng thống Putin về ngưỡng trả đũa hạt nhân. Ông Pavel Potvich, một chuyên gia về lực lượng hạt nhân của Nga, đã viết trên mạng X rằng có một sự mơ hồ cố ý trong thông báo, đặc biệt là xung quanh việc học thuyết định nghĩa thế nào là hành vi xâm phạm nước Nga. Ông Potvich lưu ý rằng Nga đã từng đảm bảo rằng Moscow sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật chống lại các quốc gia không có loại vũ khí này, ngoại trừ một trường hợp khi quốc gia đó hành động liên kết hoặc liên minh với một quốc gia có vũ khí hạt nhân chiến thuật. Điều này khiến các làn danh đỏ của Moscow càng trở nên mơ hồ. Bà Mariana Buzerin, nhà nghiên cứu tại trung tâm Benfer của trường Harvard Kennedy cho rằng, các làn danh đỏ có thể chủ yếu tồn tại trong đầu tổng thống Putin. Điểm mấu chốt cho những thay đổi đối với học thuyết quân sự, theo bà Buzerin, bớt đi những điều cụ thể trong khi cung cấp nhiều không gian diễn giải hơn cho giới lãnh đạo Nga để xác định các trường hợp sử dụng hạt nhân. Cuối cùng, cần nhớ rằng Ukraine đã tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, bao gồm các cuộc tấn công bằng UAV vào thủ đô của Nga và một cuộc tấn công gần đây nhằm vào một kho đạn dược của Nga. Bộ Quốc phòng Đan Mạch vừa ra tuyên bố nước này sẽ giải ngân 1,3 tỷ kroner, tương đương 194 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ Ukraine củng cố kho vũ khí vốn đang chịu áp lực lớn do cuộc xung đột ở nước này. Tuyên bố nêu rõ số vũ khí và trang thiết bị được hỗ trợ này sẽ được sản xuất tại Ukraine, nhưng sẽ được tài trợ thông qua khoản tiền giải ngân của Đan Mạch. Ngoài việc tài trợ vũ khí cho Ukraine, Đan Mạch, quốc gia vốn ủng hộ Ukraine kể từ khi cuộc xung đột giữa nước này và Nga bắt đầu nổ ra hồi năm 2022, cũng đã thông báo việc thành lập trung tâm phòng thủ chung tại Kiev nhằm hỗ trợ phát triển các mối quan hệ đối tác mới. Đầu năm nay, Đan Mạch đã ký thỏa thuận về đảm bảo an ninh kéo dài 10 năm với Ukraine sau những thỏa thuận tương tự của Đức, Anh và Pháp. Trong khi đó, phát biểu trên các phương tiện truyền thông của nước này, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cũng vừa tuyên bố nước này cam kết tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine. Tuy nhiên, bà Annalena Baerbock cho biết chính phủ Đức không ủng hộ đề xuất cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Đức là nhà tài trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ hiện Đức đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì liên tục không đạt được mục tiêu của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO là chi 2% GDP cho quốc phòng. Nguồn dự trữ của lực lượng vũ trang Đức vốn đã thiếu hụt do bị hạn chế đầu tư trong nhiều thập kỷ, lại càng cạn kiệt do cung cấp vũ khí cho Kiev. Trong khi đó, đồng minh hàng đầu của Ukraine là Mỹ cách đây ít ngày đã công bố gói viện trợ lớn trị giá 8 tỷ đô la Mỹ. Phần lớn trong tổng số viện trợ nói trên khoảng 5,5 tỷ đô la Mỹ sẽ được phân bổ trước khi kết thúc năm tài chính của Mỹ vào cuối tháng 9. Số tiền 2,4 tỷ đô la Mỹ sẽ được phân bổ theo sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine, theo đó cho phép chính quyền Mỹ mua khí tài để viện trợ cho Ukraine từ các công ty thay vì từ kho dự trữ của Mỹ. Gói viện trợ đánh dấu việc lần đầu tiên cung cấp cho Ukraine một quả bom lượn dẫn đường chính xác có tên là Joy Standoff Weapon với tầm bắn lên tới 130 km đồng thời bổ sung hệ thống phòng không, máy bay không người lái và cũng như nhiều loại đạn dược khác. Theo kế hoạch viện trợ này, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ giúp tân trang và cung cấp cho Ukraine thêm tên lửa Patriot. Tổng thống Biden yêu cầu Lầu Năm Góc mở rộng chương trình huấn luyện cho phi công của Ukraine để có thể vận hành máy bay F-16, trong đó có kế hoạch hỗ trợ huấn luyện thêm 18 phi công vào năm tới. Tái khẳng định việc hỗ trợ Kiev vẫn là ưu tiên hàng đầu của Mỹ, Tổng thống Biden cho biết ông sẽ triệu tập cuộc họp của các lãnh đạo nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine vào ngày 12 tháng 10 tại Đức để phối hợp các nỗ lực của hơn 50 nước ủng hộ quốc gia Đông Âu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa cho biết, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa ông Donald Trump nói rằng Mỹ sẽ ủng hộ Kiev nếu ông tái đắc cử vào tháng 11. Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố, tôi đã nhận thông tin trực tiếp từ ông Donald Trump rằng ông ấy sẽ đứng về phía chúng tôi ủng hộ Ukraine Nhà lãnh đạo Ukraine tiết lộ thêm, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa rất quan tâm và muốn nghe trực tiếp tình hình hiện tại ở tuyến đầu cũng như nhu cầu của Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Volodymyr Zelensky cho rằng bản thân không biết điều gì sẽ xảy ra sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và ai sẽ là Tổng thống. Kiev mong đợi câu trả lời từ Mỹ. Lập trường của Mỹ đặc biệt quan trọng vì Washington luôn là bên ủng hộ hàng đầu của Kiev. Ngoài ra, Tổng thống Volodymyr Zelensky mô tả Cuộc trò chuyện với ông Donald Trump hôm 27 tháng 9 thực sự hiệu quả. Cựu tổng thống Mỹ đã tuyên bố ông có thể đề nghị ông Zelensky và tổng thống Nga Vladimir Putin tìm ra giải pháp ngoại giao trong vòng 24 giờ sau khi tái đắc cử. Trước đó trả lời phỏng vấn tờ New Yorker, nhà lãnh đạo Ukraine cho hay ông tin ông Donald Trump không biết cách ngăn chặn chiến tranh, ngay cả khi ông ấy nghĩ rằng mình biết cách. Khi được người dẫn chương trình Fox News hỏi liệu ông có muốn giữ nguyên bình luận này hay không, Ông Zelensky lập luận rằng không ai bên ngoài Ukraine có thể thực sự hiểu những gì đất nước này đang trải qua. Ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump nhấn mạnh, cả hai chúng tôi đều muốn thấy điều này kết thúc và thấy một thỏa thuận công bằng được đưa ra. Trước đó, ông Donald Trump chỉ trích Tổng thống Ukraine vì không đàm phán với Nga để chấm dứt xung đột, ngay cả thỏa thuận tồi tệ nhất cũng sẽ tốt hơn tình hình hiện tại. Trong khi đó, cựu Tổng thống Mỹ cho rằng đối thủ của ông là Phó Tổng thống Kamala Harris và Tổng thống Joe Biden đều không biết cách giải thoát Mỹ khỏi cuộc xung đột Ukraine. Nga tuyên bố sự trung lập của Ukraine là một trong những mục tiêu chính đối với hoạt động quân sự của Moscow, đồng thời nhấn mạnh bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng nào cũng phải tính đến thực tế lãnh thổ về quyền kiểm soát của Nga đối với những khu vực trước đây Ukraine từng tuyên bố chủ quyền. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.